Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nguồn gốc người Việt luôn là vấn đề nóng hổi ở mọi thời điểm lịch sử, đặc biệt trong mối quan hệ với Trung Quốc. Thời gian gần đây, dư luận lại thêm xôn xao khi chính người Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc lại tự nhận tổ tiên của họ là người Việt cổ, khiến cả thế giới không ngừng ngạc nhiên. Lại thêm, một loạt những phát hiện mới bất ngờ giúp làm sáng tỏ thêm nguồn gốc người Việt. Vậy người Việt có nguồn gốc từ đâu? Liệu có phải bắt nguồn từ Trung Quốc như những thông tin mà dư luận xôn xao gần đây? Những bằng chứng nào làm sáng tỏ điều này? Tất cả sẽ có trong video dưới đây của Việt Sử Toàn Thư. Lâu nay, một bộ phận dân Trung Quốc luôn tuyên truyền tư tưởng khuyên dân Việt lãng tử hồi đầu khi họ tự khẳng định tổ tiên của người Việt là do người Hán từ vùng đất Hoa Hạ di cư xuống. Luận điểm này dựa trên quan điểm con đường di cư từ châu Phi theo con đường phía Bắc đến Trung Hoa, sau đó di cư sang khu vực khác. Tuy nhiên ngày nay, một loạt các thành tựu nghiên cứu đã đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Đặc biệt, cuốn sách Eden in the Earth đã trả lại giá trị cho nền văn minh Đông Nam Á, trong đó đưa ra nhiều căn cứ xác thực khẳng định nguồn gốc của các dân tộc Đông Nam Á và Đông Á, trong đó có dân tộc Việt, hoàn toàn không phải do người Hán di cư xuống. Vậy nếu không phải từ người Hán di cư xuống, thì nguồn gốc người Việt cổ là như thế nào? Những bằng chứng nào chứng tỏ tổ tiên chúng ta đã xây dựng nền văn minh khá cao trước khi tiếp xúc với người Hán? Trước hết, cùng Việt Sử Toàn Thư điểm lại quan điểm của người Trung Quốc cho rằng người Việt cổ là người Hán di cư xuống và tên gọi người Việt do người Hán đặt. Tại Trung Quốc lâu nay vẫn lưu truyền một quan điểm cho rằng Việt Nam vốn là đất của Trung Quốc, sau lợi dụng cơ hội nội bộ Trung Quốc loạn lạc mà tách ra thành một quốc gia riêng. Dân tộc Việt Nam vốn là một trong các tộc người bị tộc Hoa Hạ từ triều Hán trở đi gọi là tộc Hán, ở Trung Nguyên là Bách Việt, như Mân Việt, Ngô Việt, Lạc Việt. Trong khi các tộc này đều phục tùng sự chinh phục của tộc Hoa Hạ, thì tộc Việt Nam lại cứng đầu cứng cổ tách khỏi gia đình Bách Việt, độc lập với Trung Quốc. Quan điểm đó dựa vào đầu thế kỷ 21, di truyền học khám phá loài người xuất hiện ở châu Phi khoảng 200.000 năm trước, rồi từ đó lan tỏa ra thế giới, làm nên nhân loại. Nhiều nhà di truyền Trung Quốc theo trường phái con đường phương Bắc cho rằng có chuyến di cư theo đường phương Nam, nhưng chuyến ra đi 45.000 năm trước, người tiền sử từ châu Phi vào Trung Đông, lên Trung Á, rồi sang phương Đông và tạo ra đại bộ phận nhân loại người châu Phi. Vì thế, người từ châu Phi vào Trung Quốc tạo nên cộng đồng Bách Việt. Tộc Việt là do người Hán gọi tất cả các tộc người ở phía Nam Trường Giang là tộc Việt, người Việt. Người Trung Quốc coi lịch sử dân tộc Việt bắt đầu từ năm 333 trước công nguyên. Khi đó, nước Sở diệt nước Việt, một bộ phận người Việt chạy vào Bắc Việt Nam, trở thành người Việt Nam. Cho đến tận ngày nay, Trung Quốc vẫn dựa vào những luận điệu này để xuyên tạc lịch sử, biện minh cho các hoạt động gây hấn, bành trướng lãnh thổ. Nhưng những minh chứng gần đây đã khiến các nhà nghiên cứu phải hoàn toàn thay đổi quan điểm này. Thực tế khảo cứu cho thấy có con đường phương Bắc, nhưng dòng di cư này không hề làm nên dân cư Đông Á. Ở trên chúng tôi nói, 40.000 năm trước, có dòng người từ Đông Á qua Trung Á vào châu Âu. Khoảng 15.000 năm trước, một dòng người từ châu Âu qua Trung Á đi ngược lại con đường cũ để tới phương Đông. Nhưng khoảng 10.000 năm trước, người ở phía Tây Hoa Lục đã đông và đã có những bộ tộc dũng mãnh như bộ tộc Tần đã ngăn không cho người di cư phương Tây vào Trung Quốc. Đoàn di cư này buộc phải chia đôi. Một bộ phận trượt xuống Tây Nam trở thành dân tộc thiểu số Uyghur sau này. Một nhánh lên phía Bắc rồi tới Đông Bắc Trung Quốc làm nên các sắc dân thiểu số ở Bắc Trung Quốc hiện nay. Vì thế, không có chuyện người châu Phi theo con đường phương Bắc làm nên dân cư Đông Á. Từ đó khẳng định chỉ có duy nhất con đường phương Nam đưa người tiền sử tới Việt Nam 70.000 năm trước làm nên dân cư châu Á. Tại đây, hai đại chủng Australoid và Mongoloid hòa huyết sinh ra bốn chủng người Việt cổ Indonesia, Melanesian, Veroid và Negroid. Người Indonesia chiếm đa số, giữ vai trò lãnh đạo về xã hội và ngôn ngữ, sau này được gọi là Lạc Việt. Cũng có một số nhóm người Mongoloid do thiếu tinh thần tập thể đã đi tới Tây Bắc Đông Dương và sống cách biệt trong môi trường giá lạnh. 40.000 năm cách nay, do khí hậu ấm lên, người từ Việt Nam đi lên Quảng Đông rồi lan tỏa trở thành dân cư Hoa Lục. Tại di chỉ Điền Nguyên Đồng, thành phố Chu Khẩu Điếm phát hiện xương chân người đàn ông 40.000 năm tuổi, được xác nhận là tổ tiên người Đông Á và là thủy tổ người châu Mỹ bản địa.
riêng nhóm người Mongoloid từ Tây Bắc Đông Dương theo hành lang phía Tây đi lên Tây Bắc Trung Quốc và đất Mông Cổ. Ban đầu, họ sống bằng săn bắn hái lượm. Khi kỳ băng hà kết thúc, họ chuyển sang du mục ở bờ Bắc Hoàng Hà. Do giữ được gen thuần chủng nên sau này được gọi là chủng Mongoloid phương Bắc, North Mongoloid. Khoảng 9.000 năm trước, tại lưu vực Hoàng Hà và Dương Tử, dân Việt đã đông, làm nên văn hóa nông nghiệp trồng lúa, trồng kê, nuôi gia súc ở Xà Hồ, Hà Nam. Khoảng 7.000 năm trước, tại bờ Nam Hoàng Hà, người Việt Australoid gặp gỡ người du mục Mông Cổ bên bờ Bắc để trao đổi hàng hóa. Việc hôn phối luyến ái diễn ra, lớp còn lại Mông Việt ra đời, mang mã di truyền Mongoloid phương Nam. Người Mongoloid phương Nam tăng số lượng, dần thay thế người Australoid, trở thành chủ thể dân cư lưu vực Hoàng Hà. Họ sáng tạo văn hóa Long Sơn, xây dựng hai trung tâm văn hóa rực rỡ Thái Sơn và Trong Nguồn, đồng bằng Hán Thủy, sau này được gọi là người Hán. Giữa khoảng thiên niên kỷ 3 trước công nguyên, một bộ phận người Việt từ lưu vực Hoàng Hà di cư về phương Nam, đem nguồn gen Mongoloid chuyển hóa dân cư Nam Dương Tử và Việt Nam sang chủng Mongoloid phương Nam. Từ khoảng 2.000 năm trước công nguyên, đại bộ phận người Việt Nam mang mã di truyền Mongoloid phương Nam. Như vậy, người Việt Nam và người Trung Quốc trước đây cùng chủng tộc Australoid thì từ 2.000 năm trước công nguyên cùng chủng tộc Mongoloid phương Nam. Tuy nhiên, vì người Việt Nam được sinh ra từ tổ tiên 70.000 năm trước nên có tuổi sinh học già hơn, do đó có chỉ số đa dạng sinh học cao nhất trong dân cư châu Á. Như vậy, ra đời từ 70.000 năm trước nên người Việt Nam gần với tổ tiên nhất, có tuổi sinh học cao nhất. Sinh ra từ 7.000 năm trước, người Hán là lứa con cháu muộn mằn của dân tộc Việt. Do cội nguồn như vậy nên tiếng Việt là chủ yếu làm nên ngôn ngữ Trung Hoa. Chữ Việt là chủ thể làm nên chữ viết Trung Hoa. Văn hóa Việt là chủ thể làm nên văn hóa Trung Hoa. Dân số Việt Nam lúc này đã đông nên vào đầu thời thuộc Hán, nhiều hơn số dân hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Những khẳng định này đã nhanh chóng đưa vùng đất bị lãng quên của Đông Nam Á vào một nơi trang trọng của bản đồ thế giới, là cái nôi của văn minh nhân loại ngày nay. Không dừng lại ở đó, một loạt những minh chứng về kỹ thuật nông nghiệp, canh tác, chế tác, đời sống văn hóa, vật chất được tìm thấy trong nền văn hóa Hòa Bình, Phùng Nguyên, Đông Sơn đã thêm khẳng định người Việt cổ gần với tổ tiên nhất, càng không có chuyện người Hán tràn xuống phía Nam và tạo ra người Việt cổ. Thứ nhất, về nguồn gốc tên gọi của tộc Việt và tiếng nói Việt. Tên gọi người Việt do người Việt cổ tự sáng tạo ra là tộc Việt. Người Việt là tên tự nhận chứ không phải như nhận định của người Hán tự gọi. Trong kinh lễ, thiên vương chế, người Hoa Hạ hay người Hán dùng từ Nam Man chứ không phải từ Việt để chỉ những người không phải Hoa Hạ sống ở phía Nam. Tên của tộc Việt theo nghĩa thông thường là những người sử dụng rìu lễ khí và biểu thị quyền lực, theo nghĩa bóng là sự vượt qua. Tên của tộc Việt được thể hiện qua biểu tượng người thủ lĩnh cầm rìu lễ khí từ trước khi có nhà Hạ, Thương, Chu, Hán. Biểu tượng và tên của tộc Việt được phát triển ở văn hóa Thạch Gia Hà xung quanh Hồ Động Đình 4.000 đến 4.600 năm trước. Văn hóa Thạch Gia Hà tiếp thu và phát triển các nền tảng văn hóa từ văn hóa Lương Trử và văn hóa Khuất Gia Lĩnh. Tại văn hóa Thạch Gia Hà, biểu tượng rìu lễ khí phát triển thành người thủ lĩnh cầm rìu, đầu đội mũ lông chim qua hình khắc trên bình gốm trong ngôi mộ của một thủ lĩnh. Đây chính là biểu tượng của tộc Việt và cũng là biểu tượng phổ biến trên trống đồng. Chữ Việt được người Hoa Bắc dùng để chỉ tộc Việt qua kim văn, triện thư, khải thư cũng tương đồng với biểu tượng của Thạch Gia Hà. Tiếng Việt là tiếng nói chung của dân cư phương Đông, nhưng ở lưu vực Hoàng Hà, do tiếp xúc với người Mông Cổ nên tiếng nói chuyển theo cách nói Mông Cổ, phụ trước chính sau, đồng thời biến âm theo giọng Mông Cổ. Còn chữ viết thì chữ Giáp Cốt xuất hiện 9.000 năm trước ở văn hóa Xà Hồ. Khoảng 4.000 năm trước, tại Cảng Tang, Lương Trử, chữ Giáp Cốt đã trưởng thành. Vào đời Thương 1.300 năm trước công nguyên, Giáp Cốt văn được nâng cấp, sau đó chuyển hóa thành văn tự chính thức của Trung Quốc. Như vậy, về bản chất, tiếng Việt là chủ thể làm nên ngôn ngữ Trung Hoa. Chữ Việt làm chủ thể làm nên chữ viết Trung Hoa. Văn hóa Việt là chủ thể của văn hóa Trung Quốc. Thứ hai, về mặt kỹ thuật trồng lúa nước, một loạt khám phá khảo cổ gần đây đã phải xét lại thuyết cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đã truyền bá văn minh cho các nước thuộc vùng Đông Nam Á. Thực vậy, khám phá về hạt lúa ở Hang Sa Kai, miền Bắc Thái Lan gần đây cho thấy cư dân ở đây đã biết trồng lúa rất xưa, có thể trước cả thời kỳ nước biển dâng cao vào khoảng 8.000 năm về trước, ít nhất là từ thiên niên kỷ thứ 6 hay thứ 7 trước dương lịch. Hệ thống nông nghiệp được tìm thấy ở Nam Dương
có niên biểu lâu đời hơn cả thời đại mà những thành tựu được xem là cách mạng về trồng lúa ở Trung Quốc. Thực vậy, ở Nam Dương, kỹ thuật về trồng khoai lang và khoai nước được ước đoán có tuổi từ 15.000 đến 10.000 năm trước dương lịch. Ở Việt Nam, khám phá ở vùng Nguyên và bằng kỹ thuật định dùng tuổi carbon 14 cho thấy tổ tiên ta từng trồng ngũ cốc khoảng 5.000 đến 6.000 năm trước đây, còn sớm hơn nhiều niên biểu của những thành tựu của người Trung Quốc. Ngoài ra, nhà khảo cổ học uy tín gốc Mỹ, giáo sư Graham G. Sohemhai, trong một loạt nghiên cứu từ năm 1965 đến 1968 cho thế giới thấy nền văn minh hòa bình là nền văn minh nông nghiệp đầu tiên trên thế giới khoảng 15.000 năm trước dương lịch. Trong Eden in the Earth, Oppenheimer cũng có kết luận tương tự. Thay vào một mô hình cho rằng Trung Quốc là xứ sở nguyên thủy của kỹ thuật trồng lúa, chúng ta lại có một mô hình khác mà trong đó các dân tộc Manzi nói tiếng Nam Á ở Đông Dương dạy người Trung Quốc các kỹ thuật trồng lúa. Thứ ba, ngay cả trong lĩnh vực kỹ nghệ chế biến, sản xuất, người Đông Nam Á, mà đặc biệt là người Việt Nam, đã phát triển kỹ thuật làm đồ đồng, đồ thiếc và đồ gốm khá cao. Về các sản phẩm đồ đồng và thiết, người dân ở vào thời Phùng Nguyên đã từng sản xuất vũ khí và mức độ sản xuất đã tăng vọt trong thời đại Đông Sơn. Thực vậy, vào thời Phùng Nguyên, tỷ lệ vũ khí tìm thấy trong các di vật dưới 1%, nhưng đến thời cuối Vua Hùng, tỷ lệ này tăng lên khoảng 50-63%. Nhiều khí giới khai quật gần đây ở Đông Sơn cho thấy, cư dân ở đây là từng sản xuất nhiều vũ khí phức tạp, có chạm trổ tinh vi, có thể đánh xa và gây tổn thương hàng loạt cho đối phương. Người Trung Quốc vẫn cho rằng họ là người phát minh ra vũ khí dùng trong chiến trường. Đối chiếu với những khám phá ở Đông Sơn và Phùng Nguyên, xem ra thuyết người Trung Quốc khám phá ra vũ khí đầu tiên không còn vững nữa. Về đồ gốm, người Việt Nam đã sản xuất nhiều sản phẩm nghệ thuật công phu và thanh tú, và những sản phẩm này không những được bán trong khắp vùng Đông Nam Á mà còn xuất khẩu qua tận xứ Malaysia. Các dụng cụ bằng đá được tìm ở Úc Châu cũng từ Hòa Bình mà ra. Tuổi của các đồ đá này được định hình là 14.000 đến 20.000 năm trước dương lịch. Như vậy, từ đồ gốm Phùng Nguyên đến trống đồng Đông Sơn, tất cả đều chứng minh nền văn hóa Việt Nam thời tiền sử đã đạt tới một trình độ cao trên thế giới. Quan trọng hơn là những phát triển này xảy ra trước thời văn minh Lung San và Yan Sao ở Trung Quốc. Thứ tư, nhiều thành tựu nghiên cứu và hệ gen củng cố thêm cho kết luận người Việt cổ có mặt ở đất nước hình chữ S từ rất sớm. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hệ gen Việt Nam, Viện Nhân chủng và Tiến hóa Max Planck Đức, Phòng thí nghiệm động lực học ngôn ngữ của Đại học Lyon Pháp năm 2019 đã chứng minh người Việt có nguồn gốc chủ yếu là từ những người di cư Hoa Nam về đây từ 2.500 đến 4.000 năm trước. Người Việt cũng là hậu duệ của những người di cư từ châu Phi tới Đông Nam Á rồi lên Hoa Nam trước khi di cư trở về Đông Nam Á. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Vinmec về công nghệ tế bào gốc và gen Việt Nam năm 2019 cho thấy ảnh hưởng của sự đồng hóa về huyết thống, sự di cư của người Hán Hòa Bắc trong 1.000 năm Bắc thuộc là không nhiều. Gen người Việt hiện tại vẫn cách biệt so với gen của người Hán Hòa Bắc khi so sánh các thành phần chính PCR. Việc xác định nguồn gốc dân tộc Việt Kinh từ Hoa Nam di cư cách đây 2.500 đến 4.000 năm trước không có nghĩa là người Việt có nguồn gốc từ người Hoa Hạ hay người Hán. Bởi vì 4.500 đến 5.000 năm trước, dân tộc Hoa Hạ hay người Hán mới bắt đầu hình thành ở văn hóa Long Sơn hoặc văn hóa Nhị Lý Đầu sau khi ở Hoa Bắc. Thứ năm, địa hình giữa Việt Nam và Hoa Nam có độ cao trung bình khoảng 500 mét, không thể ngăn cản việc di cư của loài người qua các vùng này trong hơn 30.000 năm qua. Các nghiên cứu nhân chủng học, gen ở trên cũng cho thấy người cổ xưa có thể dễ dàng di cư qua lại giữa Việt Nam, Hoa Nam. Mảnh đất chữ S này trước đời Tần là một vùng đất riêng biệt, người phương Bắc chưa hề đặt chân tới. Thiên nhiên rào chắn mảnh đất này cả bốn phía. Phía Tây có dãy Trường Sơn ngăn cách, phía Đông và Nam được biển bao bọc kín, phía Bắc có dãy Thập Vạn Đại Sơn hiểm trở. Việt Nam cách rất xa vùng Trung Nguyên Trung Quốc, nơi sinh ra tộc Hoa Hạ và từ đời Tần xuất hiện đế chế Trung Hoa cùng chủ nghĩa Đại Hán. Chỉ sau khi bị nhà Tần chiếm năm 214 trước Công Nguyên, nước ta bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc và từ đó mới bắt đầu tiếp xúc với nền văn minh Trung Hoa.
không ít dân mạng Trung Quốc tuyên truyền quan điểm nói người Việt Nam vốn là người Trung Quốc, sống trên đất Trung Quốc, có vương triều đầu tiên là triều Triệu Đà nước Nam Việt, hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân của nước này chính là miền Bắc Việt Nam. Về sau Việt Nam giành độc lập, tách ra thành một quốc gia nhưng vẫn triều cống Trung Quốc cho tới khi bị Pháp chiếm năm 1884. Ngày nay, với nhiều thành tựu mới, chúng ta có bằng chứng để khẳng định rằng trước khi tiếp xúc với người Hán từ phương Bắc Trung Quốc đến, tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên một nền văn minh khá cao, nếu không muốn nói là cao nhất trong vùng Đông Nam Á. Việt sử toàn thư, biết sử thêm nhiều nước.